ngoài nước để phát điện. Một hồ chứa thủy điện khi thiết kế cần phải đảm bảo có đủ dung tích chứa nước phục vụ tưới tiêu, nước cho công nghiệp, nước cho sản xuất, nước cho sinh hoạt và đảm bảo tích được lượng nước lớn khi lũ cao. Tuy nhiên, giáo sư Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi cho biết, các hồ chứa của nhiều thủy điện nhỏ hiện nay không đảm bảo được các yếu tố này. Cái dung tích người ta là dung tích chết này, dung tích hữu ích này và dung tích dâng cao khi có lũ lớn thì phải tưới nữa, nhưng họ chỉ mỗi cái dung tích chết thôi, và chết thì rất ít, mà chủ yếu là dung tích họ dùng để phát điện. Tôi nói là ngay trong thiết kế họ đề nghị những chuyên gia thủy lợi tính cho tôi làm sao đừng có thừa trữ cho ai cả, chỉ cho tôi phát điện. Tất nhiên là nếu xây hồ chứa chỉ có dung tích phát điện thôi thì đầu tư thủy điện sẽ rẻ hơn nhiều khi phải xây hồ phục vụ các mục tiêu khác, đặc biệt là khi chẳng được ai yêu cầu làm thế. Đến nay, qua gần 60 năm kể từ khi xây dựng những thủy điện đầu tiên, Việt Nam vẫn chưa có quy chuẩn quốc gia về xây dựng thủy điện, tất cả mới chỉ ở dạng dự thảo. Chính thức nhà nước chưa phê duyệt quy chuẩn thủy điện, tức là những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí xây dựng thủy điện trước khi đi vào tiêu chuẩn kỹ thuật là những cái thông số không có. Thế cho nên từ đó tôi muốn nói như vậy để thấy cái hậu quả nó sẽ dẫn đến rất là dài sau này. Và như thế các hồ chứa thủy điện, người ta chỉ cần chứa một cái dung tích đủ để phát điện. Chưa biết sự trùng hợp mùa khô thì thiếu nước, mùa lũ lại được thêm nước từ thủy điện có liên hệ gì với các quy chuẩn quốc gia về xây dựng hồ thủy điện đa mục tiêu hay không. Nhưng có một thực tế là thủy điện đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân hạ du những năm qua. Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến thủy điện cần phải xem xét, và tôi nghĩ rằng đánh giá lại tất cả các hệ thống, chất lượng của toàn bộ các hệ thống công trình thủy điện. Đấy là một điều rất cần, tại vì nó làm cho lòng dân dễ an được. Việt Nam có tất cả 7.500 công trình thủy điện, hồ chứa, công trình thủy lợi đặt trên tổng số 3.000 con sông nhỏ và 13 hệ thống sông lớn cả nước. Tất cả những điểm có tiềm năng làm thủy điện thì đều đã được xây dựng hoặc đã được cấp phép cho nhà đầu tư. Còn tại những quốc gia phát triển, do những tác hại quá lớn từ thủy điện, họ đã bắt đầu phá bỏ một số thủy điện vừa và nhỏ để trả lại dòng chảy tự nhiên cho các con sông.